Xin kính chào quý vị đến với những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình thế giới trên kênh của chúng tôi. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Khi ông Donald Trump hoặc bà Kamala Harris đắc cử, họ sẽ trở thành Tổng thống Mỹ tiếp theo. Nhưng nhà lãnh đạo nước Mỹ vẫn là một nhân viên liên bang và hưởng lương nhà nước. Theo trang First Post Ấn Độ, mức lương mà nguyên thủ Mỹ được hưởng không giống với bất kỳ mức lương nào khác. Tổng thống Mỹ được trả 400.000 đô la Mỹ, 10,2 tỷ Việt Nam đồng mỗi năm và người đứng đầu nước Mỹ còn được hưởng những đặc quyền khác. Theo First Post, Tổng thống Mỹ là chức danh chính trị cao nhất mà một người có thể đảm nhận ở Mỹ. Ngoài mức lương hàng năm là 400.000 đô la Mỹ, Tổng thống Mỹ cũng nhận được khoản trợ cấp chi phí 50.000 đô la Mỹ, 1,3 tỷ Việt Nam đồng, một tài khoản đi lại không chịu thuế 100.000 đô la Mỹ, 2,5 tỷ Việt Nam đồng và 19.000 đô la Mỹ, 483 triệu Việt Nam đồng cho hoạt động giải trí mỗi năm. Tổng cộng, số tiền này tương đương với 569.000 đô la Mỹ, 14,5 tỷ Việt Nam đồng cho tất cả các khoản chi tiêu của Tổng thống Mỹ mỗi năm. Tổng thống Mỹ còn được hưởng quyền đi lại miễn phí bằng The Beast, xe limousine chuyên dụng của Tổng thống, các chuyên cơ Marine One và Air Force One, chỗ ở miễn phí tại Nhà Trắng. Một đặc quyền khác mà Tổng thống Mỹ được hưởng là lương hưu hàng năm khoảng 200.000 đô la Mỹ, 5,1 tỷ Việt Nam đồng, cũng như bảo hiểm y tế và chi trả cho những chuyến đi chính thức. Theo luật pháp Mỹ, bất kỳ số tiền nào không được sử dụng từ khoản trợ cấp 50.000 đô la Mỹ đều phải trả lại cho kho bạc. Theo tờ Business Insider Mỹ, các tổng thống Mỹ cũng nhận được 100.000 đô la Mỹ để trang trí lại Nhà Trắng sau khi họ đắc cử. Tuy nhiên, một số tổng thống, chẳng hạn như ông Barack Obama, đã quyết định không sử dụng số tiền này và sử dụng tiền riêng của mình để trang trí lại. Mặt khác, đệ nhất phu nhân Mỹ không nhận được gì. Về mặt pháp lý, các tổng thống Mỹ không được phép từ chối nhận lương, nhưng có thể quyên góp cho các tổ chức mà họ lựa chọn. Theo hồ sơ của Quốc hội Mỹ, Tổng thống George Washington 1732-1799 từng từ chối mức lương 25.000 đô la Mỹ của mình, nhưng Quốc hội Mỹ không cho phép ông làm vậy. Kể từ đó, đã có một số tổng thống đã quyên góp tiền lương của mình cho tổ chức từ thiện. Tổng thống Herbert Hoover 1874-1964, người đã kiếm được khối tài sản từ ngành khai khoáng trước khi nhậm chức, đã quyên góp tiền lương của mình Ông John F. Kennedy, 1917-1963, sinh ra trong gia đình giàu có và trở thành Tổng thống Mỹ giàu nhất khi lên nắm quyền vào năm 1961. Ông đã từ chối nhận tiền lương của mình, quyên góp cho các tổ chức từ thiện. Khi lên nắm quyền, Tổng thống Donald Trump cũng đã quyên góp tiền lương của mình giữ lời hứa trong chiến dịch tranh cử năm 2016. Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 25 tháng 10 giờ địa phương đã chính thức đưa ra lời xin lỗi về vai trò của chính phủ nước này trong việc điều hành các trường nội trú dành cho người bản địa và hành vi ngược đãi trong hơn 150 năm. Tổng thống Mỹ cho biết, đối với tôi, đây là một trong những điều quan trọng nhất mà tôi được phát biểu trong suốt sự nghiệp của mình. Đó là một tội lỗi trong tâm hồn của chúng ta. Tôi chính thức xin lỗi. Hàng trăm người đã tham dự sự kiện này, nhiều người trong số họ mặc trang phục truyền thống của bộ lạc bản địa họ gieo hò khi ông Biden đưa ra lời xin lỗi vì những tổn thương thế hệ mà cộng đồng người Mỹ bản địa phải đối mặt do các trường nội trú trên khắp đất nước gây ra. Bài phát biểu của ông Biden bị ngắt quãng khi một người ủng hộ Palestine hét lên. Làm sao ông có thể xin lỗi vì một cuộc diệt chủng, trong khi lại thực hiện một cuộc diệt chủng khác ở Palestine? Ông Biden nói, có rất nhiều người vô tội đang chết về điều đó phải chấm dứt sự ủng hộ của Mỹ đối với chiến dịch quân sự của Israel ở giải Gaza và Liban để đáp trả vụ tấn công của Hamas đã gây ra nhiều cuộc biểu tình trên khắp nước Mỹ. Các nhà hoạt động đòi cấm vận vũ khí đối với Israel khi số lượng thương vong quá cao và người dân thường Palestine ở giải Gaza rơi vào tình cảnh khốn khổ vì đói và bệnh tật. Chuyến đi ngày 25 tháng 10 là lần đầu tiên Tổng thống Biden đến thăm vùng của người da đỏ và là một phần trong nỗ lực củng cố di sản của ông trong những tháng cuối cùng tại Nhà Trắng. Arizona cũng là một trong 7 tiểu bang chiến trường đang đóng vai trò quan trọng trong cuộc đua xiết giao giữa Phó Tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald Trump. Bộ trưởng Nội vụ Mỹ Deb Haaland, người Mỹ bản địa đầu tiên giữ chức Bộ trưởng Nội các, đã mở một cuộc điều tra để làm rõ chính sách của các trường nội trú đối với thổ dân. Báo cáo điều tra của Bộ Nội vụ công bố vào tháng 7 cho thấy ít nhất 973 trẻ em đã tử vong tại các trường này. Các thành viên trong gia đình bà Haaland nằm trong số những đứa trẻ bị ép vào trường nội trú từ năm 1819 đến năm 1970, Mỹ thực hiện chính sách thành lập và tài trợ cho hàng trăm trường nội trú dành cho thổ dân trên khắp cả nước, với mục đích đồng hóa họ bằng cách tách trẻ em khỏi gia đình, cộng đồng, tôn giáo và tín ngưỡng văn hóa của họ. Các nước khác như Úc, New Zealand và Canada trong những năm gần đây cũng đã xem xét lại hành động ngược đãi cộng đồng người bản địa trong quá khứ, bao gồm chương trình đưa trẻ em vào trường nội trú. Ông Trump và bà Harris nhận sự ủng hộ gần như tương đương tại bảy bang chiến trường, tạo nên tình thế xít sao chưa từng có trong bầu cử Mỹ. Hàng loạt cuộc thăm dò khảo sát dư luận trong chưa đầy hai tuần trước ngày bầu cử cho thấy tình thế xít sao khó lường của cuộc bầu cử năm nay. Kết quả thăm dò của Washington post School tại bảy bang chiến trường cho thấy trong nhóm cử tri đã đăng ký, ông Trump và bà Harris đều có tỷ lệ chắc chắn ủng hộ là 37%, nghiêng về là 10%. Trong nhóm cử tri tiềm năng, tổng hai tỷ lệ này của ứng viên Cộng hòa và Dân chủ đều là 48%. Thăm dò được thực hiện từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10 với 5.011 cử tri đã đăng ký tại 7 bang chiến trường, sai số là 1,7 điểm phần trăm. Thăm dò còn xác định nhóm cử tri then chốt, những người chưa quyết định sẽ bầu cho bên nào, có quy mô đáng kể và sẽ là yếu tố khó lường nhất trong bầu cử. Các cuộc thăm dò tại 7 bang tranh chấp cũng cho thấy cả hai ứng cử viên đang chạy đua sát nút. Ông Trump đang có ưu thế tại các bang là Arizona, North Carolina và Georgia, trong khi bà Harris nhỉnh hơn ở các bang Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, nhưng tranh lệch đều nằm trong biên độ sai số. Tại bang Nevada, hai ứng viên hòa nhau trong hầu hết các nhóm cử tri. Bà Harris hơn ông Trump 3 điểm phần trăm trong nhóm đã đăng ký bỏ phiếu. 6% cử tri đã đăng ký không chọn ông Trump hoặc là bà Harris. Hầu hết phản hồi rằng nếu lá phiếu chỉ có hai lựa chọn, họ khả năng cao không bỏ phiếu. Nhóm cử tri này thường là người trẻ tuổi, da màu và nhận mình là độc lập. Ông Trump và bà Harris cùng hai ứng viên cấp phó lần lượt là g Vance và Tim Woods đều đang dồn nguồn lực để cạnh tranh tại những bang chiến trường này, nhất là với hai nhóm cử tri thu hút sự đáng kể chú ý trong mùa bầu cử năm nay là người Mỹ gốc Latin và gốc Phi. Với cục diện hiện tại, cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa hai phe cử tri. Thời gian còn lại là không nhiều, nhưng chính những ngày cuối cùng này sẽ quyết định ai là người bước chân vào nhà trắng trở thành tổng thống thứ 47 của nước Mỹ. Ngày 26 tháng 10 giờ Việt Nam, Leonardo DiCaprio đăng lên Instagram đoạn video bày tỏ quan điểm về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024 và mối liên quan với vấn đề biến đổi khí hậu. Mở đầu video, nam diễn viên thắng giải Oscar đề cập đến thiệt hại do cơn bão Helen và Milton gây ra cho nước Mỹ trong hai tháng qua. Theo Leo Hai cơn bão khủng khiếp gây thiệt hại ước tính hơn 100 tỷ đô la Mỹ, khiến nhiều người mất nhà, đảo lộn cuộc sống và thậm chí mất đi sinh mạng. Anh khẳng định những thảm họa phi tự nhiên này là do biến đổi khí hậu và ông Donald Trump phải chịu trách nhiệm cho điều này. Ngôi sao Titanic tuyên bố, Donald Trump tiếp tục phủ nhận sự thật. Ông ta tiếp tục phủ nhận khoa học. Ông ta đã rút Mỹ khỏi hiệp định khí hậu Paris và hủy bỏ các biện pháp bảo vệ môi trường quan trọng. Giờ đây, ông ta lại hứa với ngành dầu khí xóa bỏ mọi quy định mà họ muốn để đổi lấy khoản quyên góp hàng tỷ đô la Mỹ. Biến đổi khí hậu đang giết chết trái đất và hủy hoại nền kinh tế của chúng ta. Chúng ta cần một bước tiến táo bạo để cứu nền kinh tế, hành tinh và chính chúng ta. Đó là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris. Leo lưu ý mục tiêu của bà Harris là đạt được mức phát thải dòng bằng không vào năm 2025 và xây dựng nền kinh tế xanh không chỉ tạo ra việc làm mà còn giúp cứu hành tinh của chúng ta. Tài tử sinh năm 1974 kêu gọi. Hãy cùng tôi bỏ phiếu cho Kamala Harris vào ngày 5 tháng 11 vì chúng ta không thể để tụt hậu nữa. Cùng thời điểm Leonardo DiCaprio đăng video lên mạng xã hội, Beyoncé cũng thể hiện rõ lập trường chính trị bằng cách xuất hiện tại cuộc vận động tranh cử của bà Harris ở Houston, Texas vào tối ngày 25 tháng 10 giờ địa phương. Trước đó Beyoncé đã thể hiện sự ủng hộ với bà Harris khi cho phép Phó Tổng thống Mỹ sử dụng ca khúc Freedom 2016 làm bài hát chính thức cho cuộc vận động tranh cử so với ông Trump, bà Harris đang có sự ủng hộ to lớn từ giới nghệ sĩ. Ngày 22 tháng 10, trong sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Detroit, tiểu bang Michigan, ông vua hip hop Eminem cho biết ủng hộ nữ chính trị gia với lập luận bà sẽ bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Cùng ngày, Sarah Jessica Parker thông báo trên Instagram sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên đảng Dân Chủ Kamala Harris. Robert F. Kennedy Zia kêu gọi cử tri Mỹ bỏ phiếu cho ông Trump làm tổng thống, cho rằng bầu cho bà Harris là ủng hộ chiến tranh hạt nhân trong video đăng trên mạng xã hội hôm 24 tháng 10, Robert F. Kennedy Jr. tuyên bố, nếu muốn tránh chiến tranh hạt nhân, tôi thực sự khuyên các bạn nên bỏ phiếu cho Donald Trump. Trên thực tế, tôi sẽ đi xa đến mức nói rằng mỗi lá phiếu cho Kamala Harris là một lá phiếu cho chiến tranh hạt nhân. Ông lập luận dựa trên việc cựu phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney, thành viên lâu năm của Đảng Cộng Hòa, hôm 6 tháng 9, tuyên bố hậu thuẫn bà Harris và phó Tổng thống đã bày tỏ trân trọng sự ủng hộ này. Theo ông Kennedy Jr., Ông Cheney đã nói dối để Mỹ có thể đưa quân vào Iraq hồi năm 2003. Cuộc chiến được tiến hành dựa trên cáo buộc tổng thống Iraq, khi đó là ông Saddam Hussein đang che giấu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Chuyên gia này nhấn mạnh như lịch sử đã chứng minh không có vũ khí hủy diệt hàng loạt nào cả. Theo Kennedy Jr., ông Cheney dẫn đầu phe nhóm trong giới quân đội và tình báo Mỹ mong muốn chiến tranh, cụ thể là cuộc chiến với Nga liên quan vấn đề Ukraine. Ông ám chỉ rằng có thế lực trong ngành công nghiệp quân sự muốn hưởng lợi từ việc này. Khi phát biểu tại đêm cuối cùng của DNC hôm 22 tháng 8, Phó Tổng thống Harris cáo buộc ông Trump khuyến khích Nga gây hấn với các đồng minh của Mỹ. Trong khi đó, ông Trump từng khẳng định sẽ đối thoại với Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột tại Ukraine. Ứng viên độc lập Robert F. Kennedy Jr., cháu trai cố Tổng thống John F. Kennedy, hồi cuối tháng 8 đã nộp đơn rút khỏi chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Ông cho biết sẽ chuyển sự ủng hộ của mình sang cựu Tổng thống Trump, ứng viên Đảng Cộng Hòa, Ông Kennedy thừa nhận không tin rằng mình có thể chiến thắng trong cuộc bầu cử năm nay và kêu gọi cử tri quay sang ủng hộ ông Trump. Ông Trump đã cảm ơn về sự ủng hộ từ ông Kennedy tại một sự kiện ở Nevada. Trong khi đó, bà Kerry, em gái Robert F. Kennedy Jr, bày tỏ phẫn nộ và chỉ trích anh trai vì chuyển sang ủng hộ ứng viên Cộng hòa Trump sau khi dừng tranh cử. Bà Kerry cho rằng đó là sự phản bội các giá trị mà bố và gia đình chúng tôi trân trọng nhất. Trong cuộc phỏng vấn, bà Cary tiếp tục tái khẳng định ủng hộ bà Kamala Harris và ứng viên phó tổng thống Tim Wan. Theo bà, nếu còn sống, cha mình sẽ cắt bỏ hầu hết mọi thứ mà Trump đại diện. Bà Cary cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử tháng 11, cáo buộc ông Trump cực kỳ nguy hiểm đối với chúng ta. Khối tài sản dòng cá nhân của tỷ phú Elon Musk tăng thêm 33,5 tỷ đô la Mỹ vào ngày thứ Năm 24 tháng 10, khi mà giá cổ phiếu hãng xe điện Tesla có phiên tăng mạnh nhất trong hơn một thập kỷ. Với mức tăng tài sản này thì ông Musk củng cố vững chắc thêm vị trí người giàu nhất hành tinh và việc dự đoán ông sẽ trở thành người đầu tiên trên thế giới có 1.000 tỷ đô la Mỹ có thêm cơ sở. Tesla công bố lợi nhuận quý 3 tăng mạnh, vốn hóa Tesla vọt từ 700 tỷ đô la Mỹ lên hơn 836 tỷ đô la Mỹ, doanh thu tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 25,18 tỷ đô la Mỹ, thấp hơn một chút với mức dự báo là 25,37 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận dòng tăng 17,3% đạt 2,17 tỷ đô la Mỹ từ mức 1,85 tỷ đô la Mỹ cùng kỳ năm trước. Nhà đầu tư thêm phần lạc quan khi mà ông Musk dự báo doanh số bán xe của Tesla có thể tăng tới 30% trong năm 2025. Tất nhiên, kỳ vọng vào Tesla cũng gắn liền với tín hiệu tích cực từ ông Trump. Gần đây thì ông Trump không còn chỉ trích xe điện ở thị trường Mỹ. Tuy nhiên, điều mà Elon Musk kỳ vọng có lẽ không chỉ như vậy không đơn giản là đẩy Tesla lên mà được cho là phục vụ tham vọng điên rồ của mình như là phóng hàng chục nghìn vệ tinh, ô ạt thử tên lửa, chinh phục và đưa con người lên sao hỏa, cấy chip não Neuralink, rồi là robot AI. Musk có thể kỳ vọng vào những hợp đồng và chính sách của chính phủ Mỹ cho các startup chưa có tiền lệ như vậy. Nếu ông Musk thắng cử, các startup với ý tưởng lạ thường của Elon Musk sẽ rất thuận lợi. Elon Musk được xem là người giúp ông Trump lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục không chỉ bởi lượng tiền khủng Musk hỗ trợ cho chiến dịch, mà còn từ các fan của Musk, từ nền tảng X, Twitter mà tỷ phú này thâu tóm trước đó và những thành công đi trước thời đại của ông. Nếu như ông Trump thắng cử, Elon Musk có thể còn được bổ nhiệm đứng đầu một ủy ban về hiệu quả và sẽ cố vấn cho Nhà Trắng về trí tuệ nhân tạo. Con đường của Elon Musk có thể sẽ giống ông Trump, từ một doanh nhân rồi đến chính trị. Vị tỷ phú 53 tuổi Elon Musk gần đây thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khi dành sự ủng hộ lớn cả về vật chất và tinh thần cho cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống ngày 5 tháng 11. Trong mấy tuần qua, ông đã cùng với ông Trump đi vận động tranh cử ở bang Pennsylvania và rót 7,5 triệu đô la Mỹ vào một siêu ủy ban hành động chính trị Super PAC ủng hộ ông Trump.